Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp ngư tuổi dậu vận trình hiển lộ bấp bên, chưa được thảnh thơi. Bước sang tháng mới, ngư tuổi dậu khó có được sự thảnh thơi như mong muốn khi mà vận trình hiển lộ bấp bên có quá nhiều việc cần phải xử lý mà kết quả chưa chắc đã được như ý nguyện. Điềm bảo tử vi cho biết Tháng này, người tuổi giàu dễ bị tiểu nhân quấy phá, gây cản trở trong sự nghiệp. Cạnh tranh ngày càng gay gắt nên về cơ bản áp lực mà bản mệnh phải chịu không hề nhỏ. Nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng tới sự tín nhiệm từ cấp trên. Phương diện tài lộc có dấu hiệu đi xuống, các mối quan hệ xấu đi nên gặp người giúp thì ít mà kẻ phá hoại thì nhiều. Thời điểm này, bạn càng phải hết sức thận trọng trong các hoạt động đầu tư, tránh kinh doanh mạo hiểm, đừng nhẹ dạ kẻ tin, kẻo bị dụ dỗ, lôi kéo làm trò phạm pháp. Vận trình tình cảm càng ngày rõ ràng phức tạp hơn. Trong tháng này, vợ chồng dễ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cãi vã vì nhiều chuyện. Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò gặp gỡ nhiều đối tượng nhưng chưa ai thật sự khiến bản mệnh rung động. Thẳng giáp tuất sức khỏe của người tuổi giàu có dấu hiệu xa xúc do căng thẳng và áp lực kéo dài. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Còn giáp này nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn xem tử vi thản chính âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi dậu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Bước sang tháng mới là một thảng cả vất vả đối với những chú ga do ảnh hưởng từ hại thái tuế. Vận trình nhiều bấp bên, công việc thêm phần khó khăn. Bạn vẫn chưa có thể được sự thảnh thơi như mong muốn. Công việc trong tháng dễ bị tiểu nhân quấy phá, dù bạn có muốn yên ổn làm việc cũng khó mà thực hiện được. Tháng này bạn có quá nhiều việc cần phải xử lý mà kết quả chưa chắc đã được như ý nguyện. Vì vậy việc cạnh tranh trở nên ngày càng gay gắt nên về cơ bản áp lực mà bản mệnh phải chịu không hề nhỏ các mối quan hệ xã hội trở nên căng thẳng, thị phi, mâu thuẫn, rình rập. Vì vậy tháng nay, người tuổi giàu cần hạn chế tham gia chuyện bao đồng. Có nhiều người biết mặt mà không biết lòng, đến khi nhận ra bộ mặt thật sự của đối phương mới khiến bạn nhận ra không phải ai cũng tốt đẹp như những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Điều này có thể không mấy dễ chịu, nhưng hãy coi đó là một bài học quý giá về lòng người để bạn có thêm kinh nghiệm nhìn người về sau. Ở vào thời điểm này, bạn cần phải cố gắng giữ bình tĩnh mới có thể bình ổn tình hình, tháo gỡ rắc rối. Có thể nếu đánh mất bình tĩnh, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng tới sự tín nhiệm từ cấp trên dù cỏ thải dương các tinh nhập mệnh nhưng phải đợi tới gần cuối tháng thì các tinh này mới phát huy sức mạnh giúp bạn hóa hùng thành cát vượt qua hiểm trở xong từ đầu tháng bạn vẫn cần phải tập trung và nỗ lực thì mới có cơ hội trở mình vào cuối tháng trong các mối quan hệ xã giao, còn giáp người tuổi dậu nên duy trì khoảng cách nhất định, đồng thời đừng tin tưởng ai một cách tuyệt đối có ngày bị phản lại. 2. Luận về phương diện tài chính Tài lộc của con giáp này nổi gót sự nghiệp nên khá ẩm đạm, không có nhiều hy vọng cho bạn kiếm được khoản tiền lớn ở giai đoạn này. Các hoạt động mạo hiểm càng không nên được khuyến khích bản mệnh cần phải rất vất vả để nghĩ ra nhiều cách để cải thiện thu nhập nhưng tình hình không mấy khả quan các mối quan hệ xấu đi nên gặp người giúp thì ít mà kẻ phá hoại thì nhiều người làm công ăn lương có thể tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại nhưng trở nên để tình hình này kéo dài quá lâu cũng bởi sức lực có hàng bạn nên chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu không tham vọng quá nhiều khi bạn hiểu rằng thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì cỏ cổ máy cũng phù ích Kinh doanh vùng bản không những không xin lời mà còn hào hụt đáng kể. Thời điểm này, bạn càng cần phải hết sức thận trọng trong các hoạt động đầu tư tránh kinh doanh mạo hiểm. Đừng nhẹ dạ cả tin kẻ bị dụ dỗ, lôi kéo làm trò phạm pháp. Điềm bảo tử vi cho thấy có kẻ đang cổ mời chào bạn tham gia những dự án đầu tư bằng cách vẽ vời những khoản lợi nhuận trên trời giữa đất. Con sổ này nghe thì hấp dẫn nhưng tỉnh thực tế rất đáng ngờ bạn nên cân nhắc thận trọng. Thẳng chỉnh âm lịch cần phải quản lý chặt chẽ tủ tiên của mình, tích lũy là trên hết để đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Vận trình tình cảm của những chú gà trong tháng này dự báo ngày càng rõ ràng và phức tạp dù trong một mối quan hệ hay không, bạn vẫn phải suy nghĩ và muộn phiền rất nhiều về chuyện tình cảm của mình. Với các cặp đôi, có thể do quá mải mê xử lý các vấn đề liên quan tới công việc nên bạn chẳng còn quan tâm nào tới chuyện tình cảm của mình. Thời gian dành cho nửa kia ngày càng rút ngắn và nếu có cũng rất máy móc hời hợt. Đó là lý do mà cả hai trở nên xa dần, tình cảm phai nhạt trong tháng này, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn tranh cãi vì nhiều chuyện. Đời sống hôn nhân có những tín hiệu đáng báo động. Vợ chồng không hòa hợp cả về mặt cảm xúc lẫn sinh lý. Từ đó sinh ra lo lắng, buồn bực, thậm chí là nghi ngờ về sự thủy chung. Hơn thế nữa, còn giáp này cần phải cẩn thận có kẻ thứ ba xe ngang phá hoại hạnh phúc. Tương hại cho thấy một khi để kẻ thứ ba chèn chân vào dù lỗi ở phía nào thì bạn cũng khó mà giữ được mọi quan hệ của mình còn tình trạng của người độc thân chẳng có gì khởi sắc dù đã dành thời gian hẹn hò gặp gỡ nhiều đối tượng nhưng chưa ai thật sự khiến bạn mệnh rung động. Thực tế là do bạn cảm thấy khó khăn trong việc mở lòng với ai đó. Đôi khi bạn trở nên kiêu căng hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi những ý kiến của những người xung quanh nên thiếu đi sự chủ động cần cả. 4. Luận về phương diện sức khỏe Sức khỏe của người tuổi dậu có phần xa xúc trong tháng giáp tuất này. Nguyên nhân chủ yếu đến từ căng thẳng và áp lực kéo dài. Có lẽ vì những vấn đề rõ ràng trong công việc, tiền bạc nên còn giáp này phải suy tư khá nhiều, ăn uống không ngon miệng. Tình trạng mất ngủ kéo dài nên cơ thể dễ bị mệt mỏi suy nhược. Dù công việc quan trọng nhưng sức khỏe mới là tiền đề để bạn có thể làm việc được. Tình trạng hiện tại nếu không sớm được giải quyết chức điểm sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Còn giáp này nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Mà muốn cải thiện tình hình sức khỏe, chắc chắn bạn phải sắp xếp lại cuộc sống của mình cho khoa học hơn, tránh làm việc quá sức. Bên cạnh đó, người tuổi Dậu cần phải duy trì thói quen luyện tập thể thao hàng ngày cẩm nang phượng vận cho từng tuổi giàu vào tháng 9 âm lịch năm 2024 như sau. Một Tuổi đinh dậu sinh năm 1957, mệnh hỏa, nam sao thái dương, nữ sao Thủ tủ, khẩu quyết, vận trình nhiều bấp bên, công việc thêm phần khó khăn. Quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu hồng. 2 tuổi kỷ dậu sinh năm 1969, mệnh thổ, nam sao thổ tủ, nữ sao phân hẫn khẩu huyết. Cạnh tranh trở nên ngày càng gay gắt, các mối quan hệ căng thẳng. Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi tuất, tiểu nhân tuổi thân, tuổi ngọ, màu sắc may mắn màu hồng, màu vàng. 3. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh mộc, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu huyết, vất vả để nghĩ cách cải thiện thu nhập nhưng không mấy khả quen. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi hài, tiểu nhân tuổi tý tuổi mạo, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 4. Tuổi quỷ dậu sinh năm 1993 Mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tổ, cầu quyết, phải suy nghĩ và muộn phiền rất nhiều về chuyện tình cảm. Quý nhân phù trợ, tuổi tuốt, tuổi thân, Tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi mùi, màu sắc may mắn màu hồng, màu trắng. Năm, tuổi Ất Dậu, sinh năm 2005, mệnh Thủy, Nam sao Thổ tủ, nợ sao Phần hưởng, khẩu khuyết, sức khỏe giảm sút do căng thẳng và áp lực kéo dài. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi tỵ tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu đen, màu vàng.